Sau khi mà đã cắt xong rồi nhưng mà mình sẽ dọn nó ra. Sau đó mình sẽ dán nhé. Cái tiếp theo này. Mình cũng sẽ dán tương tự như vậy nhé. Cái thứ năm, cái cuối cùng nha, mình cũng sẽ dán tương tự như vậy. Như vậy là mình đã dán xong 5 cái cánh hoa như thế này. Còn cái phần này mình sẽ dán đằng ra đằng sau nhé. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm nhé. Sau đó bây giờ mình sẽ ghép thành một bông hoa. Để ghép thành một bông hoa, bây giờ mình sẽ cắt ra một hình tròn nhé. Mình sẽ dùng màu xanh này. Và mình sẽ gắn từ cái cánh này vào. Cái thứ hai này, là cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Và mình sẽ dùng màu cam để làm nhựa hoa nhé. Mình cũng sẽ cắt ra một hình tròn nhé.
mình sẽ gắn nó lên. Đó. Giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu xanh này. Mình sẽ cắt ra để làm một cái móc chơi. Đây là mình sẽ làm luôn cái bông hoa. Và mình sẽ dùng đến cái bút màu để tô thêm nha. Như vậy là mình đã làm xong một bông hoa màu vàng như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.